ASEAN không chỉ là thị trường rộng lớn với dân số hơn 600 triệu người, mà còn là khu vực kinh tế có quy mô GDP đạt gần 3.000 tỷ đô la Mỹ, đang phát triển mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp ASEAN năng động và sáng tạo. Vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đã nhận được sự tham gia ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, bao gồm cả những tập đoàn hàng đầu trên thế giới. Trong sáng nay ngày 8 tháng 12 tại Hà Nội, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của ASEAN đã chia sẻ tầm nhìn về những thách thức và cơ hội đầu tư kinh doanh ở ASEAN thông qua Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN Bloomberg 2016. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu khai mạc. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang cùng các nước ASEAN tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn nữa liên kết ASEAN, xây dựng một cộng đồng ASEAN vận hành theo luật lệ, thực sự hướng tới người dân, bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích cho người dân, có quan hệ rộng mở với các đối tác có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở cả trong khu vực và toàn cầu. Vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, nhất là về hợp tác, kinh tế, thương mại và đầu tư đã nhận được sự tham gia, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, bao gồm cả những tập đoàn hàng đầu trên thế giới. Từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm, luôn luôn tích cực tham gia xây dựng ASEAN lớn mạnh, gắn kết. Thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ của các quốc gia thành viên ASEAN và sự hợp tác có hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp, của các nhà đầu tư ASEAN và các đối tác đối với tiến trình đổi mới, mở cửa và hội nhập của Việt Nam. Thế giới và khu vực ASEAN đang phải đối mặt với những thách thức to lớn trên nhiều lĩnh vực về an ninh, kinh tế, lương thực, tiền tệ, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa bảo hộ đã có nguy cơ trở lại, v.v. Tuy nhiên, chúng ta cũng có nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc hình thành cộng đồng ASEAN, các khối thương mại tự do quy mô lớn, tiêu chuẩn cao, v.v. Trong bối cảnh đó, các nước ASEAN đoàn kết, đẩy mạnh kết nối kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông và liên kết mềm nhằm tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng thương mại, đầu tư và dịch vụ qua biên giới, xây dựng thị trường ASEAN thống nhất, hiệu quả. Thủ tướng tin tưởng hội nghị sẽ chia sẻ cởi mở về các định hướng, các cơ hội thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh doanh trong khu vực ASEAN, mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư ngoài khu vực sẽ tìm thấy cơ hội hợp tác cùng có lợi với các đối tác ASEAN. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chào đón tất cả các doanh nghiệp ASEAN và quốc tế đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư tin cậy.